ngày nơi pháp tùy pháp là luận bàn đúng vì sao kiều thi ca vì cụ thọ thiện hiện có biện tài mới trình bày được rằng không có gì là chẳng nưng không vì sao vì cụ thọ thiện hiện quán sát thấy tất cả pháp đều hoàn toàn không bát nhã ba la mật đa còn chẳng đắc huống là có người hành bát nhã ba la mật đa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề còn chẳng đắc huống là có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề trí nhất thiết trí còn chẳng đắc huống là có người chứng đắc trí nhất thiết trí chân như còn chẳng đắc huống là có người chứng đắc chân như thành như lai tánh vô sanh còn chẳng đắc huống là có người chứng đắc tánh vô sanh bồ tát còn chẳng đắc huống là có người chứng đắc bồ đề phật mười lực bốn vô sở ý còn chẳng đắc Hướng là có người thành tựu mười lực bốn vô sở ý. Pháp còn chẳng đắc. Hướng là có người thuyết pháp kiểu thi ca cụ thọ thiện hiện đối với tất cả pháp trụ trụ viễn ly trụ vô sở đắc so với hạnh trụ vi diệu của các chúng bồ tát đã trụ bát nhã và làm bát đa thì trăm phần chẳng bằng một ngàn phần chẳng bằng một cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một Kiều thì ca vì sự an trụ hành trụ vi diệu bát nhã và lạc mật đà của các Bồ Tát so với sự trụ của các Bồ Tát thanh văn và độc giác khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, chỉ trừ sự an trụ của Như Lai. Vì thế nên này kiều thi ca, muốn là tối, là thắng, là tôn, là căng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong tất cả chúng hữu tình, thì phải trụ bát nhã và làm mật đà. Khi ấy trong chúng có vô lượng vô số chữ tiền ở cõi trời 33 bà bà, nghe Pháp hoan hỷ, đều đem hương hoa trời thượng diệu dâng lên Thế Tôn và các Bồ Tát, sáu trăm bí xô đều từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Phật. Nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay của mỗi vị tự nhiên đầy dẫy hương hoa vì diệu. Chúng bí xô này vui mừng hớn hở, đều đem hoa này dài lên cúng Phật, giải cúng hoa xong đồng phát nguyện. Chúng con nhờ năng lực tan lành thủ thắng này, nguyện thường an trụ hạnh vi diệu của bát nhã ba la mật đa, màu thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế tôn mỉm cười như thường pháp của chư Phật, từ nơi miệng phóng ra các thứ hào quang xanh vàng đỏ trắng, hồng tía, bích lục, màu kim ngân pha lê chiếu khắp vô biên quốc độ của chư Phật trên đến phạm thế giới thấu phong luân thế giới thấp nhất và dần dần trở lại xoay quanh bên phải Phật ba vòng rồi nhập vào nơi đỉnh đầu Ananda từ tầng người đứng dậy lễ Phật chấp tay bạch bạch thế tôn do nhân duyên nào